Để thua 2-3 trên sân của West Ham ở vòng đấu vừa rồi như vậy là Liverpool đã phải nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải năm nay. Kết quả này cũng đồng thời đẩy thầy trò huấn viên Jurgen Klopp xuống vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng giải Ngoại Anh với 22 điểm sau 11 vòng đấu. Cùng với đó là khoảng cách với đội dẫn đầu đã bị nới rộng thành 4 điểm trong khi đối thủ đứng ngay sau cũng chỉ còn kém điểm số của một trận thắng. Dẫu vậy thì trận thua vừa rồi cũng không cho thấy vấn đề gì quá lớn đối với lối chơi của Jurgen mà chủ yếu ở đây là do phải làm khách của đối thủ đang có phong độ rất cao. Cũng chính vì vậy mà niềm tin cho việc họ trở lại với những kết quả khởi sắc hơn là rất lớn, nhất là sau khi vừa có hơn một tuần tạm nghỉ nhường chỗ cho đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Ở vòng này đối thủ của Liverpool là Arsenal, dĩ nhiên chiếc đội bóng có tên tuổi của giải đấu sẽ không dễ dàng để giành kết quả như ý, chưa kể ở hiện tại pháo thủ thành London cũng đang dần ổn định tình hình sau quãng thời gian đầy tranh vênh hồi đầu mùa. Bằng chứng rõ nét nhất chính là việc họ đã duy trì mạch trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường ở 10 trận vừa qua, trong đó có 8 chiến thắng và với 6 chiến thắng và 2 trận hòa sau 8 trận có được tại giải ngoại Anh, thầy trò huấn viên Mikel Arteta hiện đã vươn lên đứng thứ năm trên bảng xếp hạng với 20 điểm sau 11 trận nghĩa là đứng ngay sau Liverpool và đe dọa trực tiếp vị trí của họ. Bên cạnh đó, phong độ tốt trên sân khách khi đã thắng 2 và hòa 1 ở 3 vòng đấu gần đây cũng góp phần khiến Arsenal càng trở nên khó chịu trước trận đấu tới. Mặc dù vậy thì như đã đề cập trước đó, Liverpool ở hiện tại không có vấn đề gì quá lớn về lối chơi cũng như phong độ, có trang chỉ là đôi chút trở ngại về nhân sự khi có nhiều trụ cột phải căng sức ở đợt thi đấu quốc tế vừa rồi. Tuy nhiên thì với lực lượng có chiều sâu đó không phải là vấn đề đáng ngại, chưa kể là việc họ sẽ được trở về sân nhà ở trận đấu tới cũng góp phần tiếp thêm sức mạnh. Trên sàn giao dịch châu Á mức kèo chấp 1 1 4 mà nhà cái dành cho lũ đoàn đỏ cũng là yếu tố được đánh giá đầy tích cực bởi đây là mức chấp thuộc hàng cao nhất mà The có được khi tiếp đoàn Arsenal thời gian gần đây và kết hợp tất cả các đặc điểm kể trên rõ ràng Liverpool được xem như cái tên đáng để trông đợi hơn ở cuộc đội sức này trong một diễn biến khác với xu hướng cởi mở thường thấy cùng rất nhiều bàn thắng được ghi ở những lần gặp nhau gần đây một kịch bản tương bừng là điều được hướng tới cho trận đấu điều đó càng có cơ sở khi biết rằng thời gian vừa qua cả hai đội đều thể hiện được lối chơi đầy cởi mở với hàng công hiệu quả cùng với mức kèo được niêm yết lên tới ba hòa mốc trên cũng rất đáng kỳ vọng cho trận đấu